Kính thưa cha linh hướng Giuse Maria và cộng đoàn, con xin giới thiệu số lượng 128 anh chị giáo lý viên huynh trưởng đồng hành cùng 1.565 em thiếu nhi trong niên khóa giáo lý 2017-2018 tại giáo xứ Tân Phú. Trong đó có 29 anh chị hướng dẫn trong khối khai tâm, có 32 anh chị hướng dẫn trong khối rước lễ, có 33 anh chị hướng dẫn trong khối thêm sức, có 29 anh chị hướng dẫn trong khối bao đồng, và có 5 anh chị hướng dẫn trong khối vào đời. Xin mời các anh chị ban điều hành của các khối giáo lý chúng ta tiến lên phía trên để chúng ta bắt đầu tuyên hướng. Anh chị em thân mến, tôi rất vui mừng và tạ ơn Chúa vì được thấy sự sẵn sàng của các anh chị để bước vào năm học giáo lý mới. Trước khi trao trách nhiệm giáo dục đức tin cho các em thiếu nhi trong giáo xứ, tôi mời các anh chị cùng với cộng đoàn dân Chúa tuyên xưng đức tin. Xin mời cộng đoàn đứng. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Chúa Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất không? Thưa tin. Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô là con một Chúa Cha và là Chúa chúng ta đã được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, đã chịu khổ hình và mai táng, đã từ cõi chết sống lại và đang ngự bên hữu Chúa Cha không? Thưa tin. Anh chị em có tin kính Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo duy nhất thánh thiện và tông truyền, tin mầu nhiệm hiệp thông trong dân thánh, tin có ơn tha tội, tin xác loài người sẽ sống lại và tin có sự sống đời đời không? Thưa tin. Sau đây linh mục chủ sự sẽ thẩm vấn các anh chị huynh trưởng và giáo lý viên. Xin mời cộng đoàn ngồi. Anh chị giáo lý viên thân mến, anh chị có biết mục đích của việc dạy giáo lý là gì không? Thưa cha, chúng con biết mục đích của việc dạy giáo lý là giúp cho học viên không ngừng tiếp xúc mà còn kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Kitô. Các anh chị có biết nhiệm vụ của mình trong việc giảng dạy giáo lý không? Thưa cha, chúng con biết nhiệm vụ của việc dạy giáo lý là giúp biết huấn luyện phục vụ, huấn luyện lân lý, dạy cầu nguyện, giáo dục đời sống cộng đoàn và huấn luyện truyền giáo. Các anh chị có sẵn sàng chu toàn nhiệm vụ sẽ được giáo xứ trao phó, đồng thời sẵn sàng tận tâm hướng dẫn các học viên giáo lý trong phạm vi trách nhiệm của mình không? Thưa, chúng con sẵn sàng. Để chu toàn nhiệm vụ thánh thiện này, các anh chị có hứa ngày một gắn bó hơn với Đức Kitô và dân thánh của người không? Thưa cha, nhờ ơn Chúa giúp, chúng con xin hứa. Với tư cách là linh mục, linh hướng đoàn thiếu nhi thánh thể, tôi nhận lời tuyên hứa của các anh chị. Tạ ơn Chúa. Các anh chị thân mến, giờ đây cùng với cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Tân Phú, tôi chính thức trao phó trách nhiệm giáo dục đức tin các em thiếu nhi trong giáo xứ cho các anh chị. Nguyện xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn và đồng hành với các anh chị để các anh chị dấn thân làm chứng và thông truyền đức tin mà các anh chị đã lãnh nhận nhờ ánh sáng và sức mạnh của lời Chúa và Thánh Thể trong sự hiệp thông với toàn thể hội thánh. Xin mời các anh chị quỳ. Lạy Chúa, Chúa đã chọn và gọi chúng con loan báo Đức Kitô và tin mừng của Người. Nhưng thân phận chúng con mỏng giòn và yếu đuối, xin thương ban Thánh Thần của Ngài nâng đỡ và soi sáng chúng con. Ngài nhóm hội tin tưởng trao phó, xin cho chúng con biết loan truyền tình yêu Chúa cho các em thiếu nhi của chúng con, cho từng lời nói,
và cuộc sống của chúng con. Amen. Xin mời các anh chị đứng. Giờ đây cha linh hướng sẽ trao sách giáo lý cho ban đại diện giáo lý và các khối giáo lý. Chúng con kính mời cha. Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Ngày chính Chúa đã thánh khiết tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi, sai tôi đến với người nghèo khó, sai tôi đến với người đau khổ. Cộng đoàn cho các anh chị một tràng pháo tay. Trong sự hiệp thông của Hội Thánh, xin cộng đoàn tiếp tục hỗ trợ cho các anh chị bằng lời cầu nguyện, để các anh chị chu toàn trách nhiệm mà giáo hội, mà cha chánh xứ, cha linh hướng đã trao phó cho các anh chị. Chúng con một lần nữa xin cảm ơn cộng đoàn.